Theo cáo trạng, mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm nhưng tháng 11 năm 2022, An và Lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền. Cả hai đã thuê nhà tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ, trong đó có cháu Phạm Tiến Đê, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2021. Sáng ngày 23 tháng 2, cháu Đê được mẹ đưa đến gửi tại đây. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ. Cháu Đê bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc. Bực tức, Lành và An liên tục thực hiện hành vi dẫm đạp tát cháu Đê. Khi chị Tê, mẹ cháu Đê đến đón con thì thấy hai bên tai của cháu Đê bị bầm tím. Chị Tê hỏi Lành nguyên nhân gây bầm tím, Lành nói do cháu Đê chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Tin lời Lành, chị Tê đưa cháu Đê về nhà. Đến tối cùng ngày, cháu Đê có hiện tượng nôn chớ. Các ngày tiếp theo đó, vợ chồng chị Tê tiếp tục đưa cháu Đê đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành. Ngày 26 tháng 3, do bận việc, Lành nghỉ chỉ còn An trông các cháu. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, An thấy cháu Đê quấy khóc nên đã bực tức ném cháu Đê xuống nền nhà và dùng chân đạp vào bụng cháu. Thấy cháu Đê bất tỉnh, miệng nôn nên An gọi điện thoại cho chị Tê thông báo tình trạng của cháu. Chị Tê đến nơi, thấy cháu Đê trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa cháu đi cấp cứu. Chiều ngày 2 tháng 3, cháu Đê bị tử vong tại nhà. Giám định pháp y kết luận nguyên nhân cháu Đê bị tử vong là suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình bị hại và mong hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, hưởng khoan hồng của pháp luật.